coi. Đâu có, má hên thôi. Chứ con của má dở quá chừng. Để mai mốt á, má đến từ từ cho con trốn kỹ hơn nghe. À, mà xin, con thích ăn gì nhất trên đời? À, chắc là bánh gạo má. Ừ. Sáng ăn đi con. Ngon quá, bố bóp bóp của bánh trời cho con ăn như má luôn má. Xin ráng ăn. Mày mốt á, má có tiền, má mua cho xin ăn nha. Vậy giờ ăn khoai nha. Má đi công chuyện, lát má về. Con ở nhà ngoan, nghe má dặn nè. Chỉ được chơi xung quanh nhà, không có được đi đâu xa nghe không? À, má. Thank you.
Linh ơi, bánh giòn của con nè. Con làm nè má. Giỏi quá. Con đang chơi hả? Dạ má, hay là má chơi chung với con đi, con chơi một mình chán rồi. Người ta không mất được coi. Ừ. Vậy thì bây giờ con trốn đi, má tìm cho. Lần này á, má sẽ đếm từ từ cho con trốn kỹ hơn nghe. Dạ má. Đó, bây giờ con chạy vô cánh rừng xa xa kia, con trốn đi. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm, ba mươi, ba lăm, bốn mươi.